Giới chức Ukraine vừa cho biết thủ đô Kiev hôm nay đã hứng chịu đợt tấn công đầu tiên kể từ tháng 6. Hàng loạt các vụ nổ đã xảy ra vào sáng nay tại quận trung tâm Sechenkivsky, gây thiệt hại trên diện rộng và hỏa hoạn tại một tòa nhà 9 tầng. Ngoài ra, thành phố Cherkasy, miền trung Ukraine, dường như không mấy ảnh hưởng bởi chiến dịch đặc biệt quân sự của Nga từ trước đến nay, cũng xuất hiện các vụ nổ. Các thông tin được đưa ra trong bối cảnh Nga và lực lượng ly khai miền đông Ukraine liên tiếp đưa ra các thông báo giành thêm các quyền kiểm soát lãnh thổ, trong đó có thành phố chiến lược Severodonetsk. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết nước này sẽ giành lại quyền kiểm soát đối với tất cả các thành phố bị tạm chiếm. Tất cả các thành phố của chúng tôi, Severodonetsk, Donetsk, Luhansk, chúng tôi sẽ lấy lại tất cả. Mỗi tuần chúng tôi đến Kherson, không một ngày nào chúng tôi quên Melitopol, Mariupol và các thành phố khác của Ukraine, những thành phố bị tạm chiếm. Chúng tôi sẽ lấy lại tất cả. Liên quan đến tình hình Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu vừa có chuyến thăm thị sát động viên các đơn vị đang chiến đấu tại Ukraine. Tôi có niềm tin vào các bạn. Các bạn còn nhiều việc làm vẻ vang ở phía trước vì lợi ích của quê hương, các lực lượng vũ trang và quân dù. Tôi xin chúc mừng các bạn. Hãy cẩn thận. Các thông tin liên quan đến tình hình chiến sự Ukraine đang dồn dập trên các trang báo lớn giữa lúc lãnh đạo nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 bắt đầu nhóm họp tại Đức, trong đó có việc tìm cách gây thêm áp lực và trừng phạt lên Nga. Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo, cái giá phải trả cho chiến dịch của Nga tại Ukraine sẽ là rất cao.